Cận cảnh màn chăn cừu siêu đỉnh của giống chó Collie thông minh. Không phải tự nhiên Collie là giống chó sinh ra để chăn cừu đâu. Mọi người xem video này đi là hiểu. Em Collie này được Sen giao nhiệm vụ đi lùa cừu về chuồng. Em Collie liền chạy như bay một mạch, đánh vòng thiệt là rộng để mấy bạn cừu không bị hoảng. Sau đó là vòng sang đằng sau để lùa cừu về chuồng. Xong nhiệm vụ là em nó không hề chểnh mảng, chạy thẳng về phía Sen với khuôn mặt vô cùng hớn hở luôn. Kiểu như em nó đang xem đây như một trò chơi chứ không phải nhiệm vụ nữa vậy á. Từ khi các em Collie siêu đỉnh như thế này, Sen không cần phải chạy hụt hơi để lùa mấy chú cừu về chuồng nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.